Vào ngày 9 tháng 4, trên đường tuần tra kiểm soát, Tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự Công an huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau nhận được tin báo có đối tượng trộm xe mô tô của người dân tại khóm 2 thị trấn Thới Bình đang trên đường chạy trốn. Lực lượng cảnh sát giao thông kết hợp cùng đội cảnh sát hình sự và người dân chia làm nhiều ngã bao vây đối tượng. Bị phát hiện và bao vây từ nhiều ngã đường, Huỳnh Chí Tài sinh năm 1993, ngụ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời. Đối tượng trộm xe đã nhảy xuống sông để tẩu thoát nhưng bị lực lượng công an và người dân bắt giữ cùng tang vật là xe mô tô hiệu Vario biển kiểm soát 69D156468. Qua làm việc, Tài khai nhận trên đường đến nhà người bạn chơi, khi đi qua khu vực khóm 2 thị trấn Thới Bình, phát hiện nhiều xe mô tô đang đậu, trong đó có một xe còn cắm chìa khóa trong xe nên ra tay thực hiện hành vi trộm cắp thì bị người dân và chủ xe phát hiện truy đuổi. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý.